Thưa quý vị và các bạn, phân loại rác tại nguồn, một trong những khâu quan trọng đầu tiên của quy trình xử lý rác, giúp giảm thiểu chi phí trong quá trình thu gom, vận chuyển cho tới xử lý. Từ năm 2006, Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản JICA đã tài trợ về vốn để thực hiện dự án phân loại rác tại nguồn trên địa bàn thành phố Hà Nội, hay còn gọi tắt là 3R. Sau hơn 3 năm triển khai, JICA đã chuyển giao toàn bộ cho công ty môi trường đô thị Hà Nội Urenco. Tuy nhiên, sau hơn 10 năm triển khai thực hiện, mô hình xử lý rác 3R với mục tiêu giảm thiểu, tái sử dụng và tái chế rác không đạt được như kết quả mong muốn. Nguyên nhân chính dẫn đến việc phân loại rác không thể tiếp tục thực hiện là do dự án này mới chỉ dừng lại ở quy mô thí điểm, chưa có tính bền vững trong chính sách. Việc đầu tư cơ sở hạ tầng chưa đáp ứng được nhu cầu, vận chuyển và xử lý riêng từng loại rác thải. Thực tế hiện nay, chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố chưa được phân loại tại nguồn do chưa có công nghệ xử lý phù hợp. Một bộ phận người dân có sự thói quen phân loại rác tái chế để bán cho người thu gom phi chính thức, hay còn gọi là đồng nát, ve chai. Đây có thể coi là hoạt động tự phát, góp phần giảm thiểu lượng chất thải cần đem đi chôn lấp. Tuy nhiên, hoạt động này còn có những bất cập như hệ thống tự phát không được quản lý chặt chẽ, nên hầu hết lượng rác thải tái chế này sẽ chuyển đến các làng nghề thủ công, gây hậu quả nghiêm trọng là tình trạng ô nhiễm môi trường thứ phát tại các làng nghề tái chế này. Trong tình hình mới hiện nay, việc phải tiến hành phân loại rác thải và nhân rộng là thực sự cần thiết và phù hợp với sự phát triển của xã hội. Thực hiện phương án quản lý, phân loại và thu gom rác thải tại nguồn trên địa bàn quận do Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm tổ chức phát động. Từ tháng 8 năm 2020, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một thành viên Môi trường Đô thị Hà Nội đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm tổ chức công tác tuyên truyền, chương trình quản lý, phân loại rác thải tại nguồn đến toàn bộ nhân dân và các hộ kinh doanh trên 18 phường, địa bàn quận Hoàn Kiếm, với mục tiêu nhằm từng bước nâng cao nhận thức của cộng đồng dân cư và các hộ kinh doanh trên địa bàn về lợi ích và sự cần thiết phải phân loại rác tại nguồn. Qua đó, hướng dẫn người dân cách thức phân loại, nhận biết được các loại rác tái chế và rác không tái chế. Với cái nội dung này thì chúng tôi đã phối hợp chặt chẽ với Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một thành viên Môi trường Đô thị Hà Nội để nghiên cứu cũng như là chọn các cái giải pháp từ tuyên truyền tới người dân và đặc biệt là đề cao cái vai trò của người dân tham gia trong cái dự án lần này. Cái thứ hai nữa là nó cũng phù hợp với kế hoạch của thành phố vào đầu năm 2021 thì sẽ vận hành cái nhà máy xử lý rác thải đối với cái rác đã được phân loại. Nên chính vì vậy, với một cái mong muốn làm thay đổi nhận thức của người dân trong cái ý thức về bảo vệ môi trường cũng như là cái việc tiết kiệm trong sinh hoạt hàng ngày, giảm lượng rác thải trong từng hộ gia đình và đồng thời cái tái sử dụng các rác thải còn có thể dùng được để hạn chế thấp nhất cái việc xả thải ra môi trường. Thì đây là một cái mong muốn của quận Hoàn Kiếm trong nhiều năm qua. Thế và bây giờ thì chúng tôi đã chính thức khởi động lại cái dự án này. Và theo kế hoạch thì cái việc phân loại rác tại nguồn trên địa bàn quận Hoàn Kiếm sẽ hoàn thành đồng bộ tại 18 phường trong năm 2020 và để năm 2021 thì rác thải của quận Hoàn Kiếm sẽ được xử lý tại các cái nhà máy xử lý của thành phố theo quy định. Được sự quan tâm chỉ đạo điều hành sát sao của các cấp chính quyền địa phương, từ ngày 15 tháng 8 năm 2020, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một thành viên Môi trường Đô thị Hà Nội đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Quốc tế Unilever Việt Nam, Công ty Cổ phần Dịch vụ Xã hội Engreen thực hiện chương trình phân loại rác thải tại nguồn trên địa bàn quận Hoàn Kiếm thông qua các hoạt động thu mua rác tái chế và tặng quà. Theo đó, rác tái chế sẽ được phân làm hai loại: rác có thể tái chế và rác thải còn lại. Rác tái chế bao gồm giấy, nhựa, kim loại. Rác tái chế sẽ được Urenco thu gom qua ba hình thức: thu hàng ngày, thu qua app di động Engreen và thu định kỳ vào sáng thứ bảy hàng tuần tại các điểm Green Day. Rác tái chế sau thu đổi sẽ được Urenco chuyển đến các đơn vị tái chế để làm nguyên liệu đầu vào cho các hoạt động sản xuất và các sản phẩm gia dụng được quay lại phục vụ đời sống. Đối với rác thải còn lại, Urenco sẽ thu gom và vận chuyển đến các khu xử lý tập trung của thành phố để xử lý hợp vệ sinh. Chương trình này chính thức được nhân rộng ra các quận trung tâm thành phố Hà Nội là Ba Đình, Hai Bà Trưng và Đống Đa
từ ngày 5 tháng 9 năm 2020. Chương trình nhằm nâng cao nhận thức cho cộng đồng về sự cần thiết phải phân loại rác thải tại nguồn. Nhận thấy rác là nguồn tài nguyên quý giá, từ đó hình thành thói quen phân loại rác tại nguồn trước khi thải bỏ, đồng thời xây dựng mô hình tuần hoàn khép kín, tái sử dụng nhằm giảm lượng rác thải mang đi chôn lấp, tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên, góp phần giải quyết triệt để bài toán khủng hoảng về rác thải, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. Qua hơn một năm triển khai, chương trình phân loại rác tại nguồn trên địa bàn 18 phường trên quận Hoàn Kiếm và một số điểm Green Day, điểm trường học tại các quận Ba Đình, Hai Bà Trưng, Đống Đa bước đầu đã đạt được những mục tiêu đề ra. Tạo dựng được mô hình phân loại, tái chế rác thải, giảm lượng rác thải chôn lấp, mở ra một ngành nghề kinh doanh rác thải tái chế của công ty. Khối lượng rác thải thu được tính đến thời điểm hiện tại ước tính đạt khoảng 1.700 tấn, tương đương với mức doanh thu là 8 tỷ đồng. Thực hiện ứng dụng công nghệ trong công tác quản lý như mô hình tích điểm, thu mua rác tái chế và tặng quà bằng ứng dụng trên điện thoại thông minh. Phần mềm mGreen đã thu hút được hơn 3.000 người tham gia đăng ký sử dụng. Tổ chức các buổi tuyên truyền hướng dẫn đến người bới rác tự do những quy định về việc thu gom rác tái chế, góp phần quản lý vệ sinh môi trường, đem lại hình ảnh văn minh đô thị, nhằm từng bước quản lý người bới rác tự do, thu mua phế liệu. Bước đầu đã thu hút được 4 người lao động tự do, thu mua phế liệu trở thành lao động chính thức của công ty. Chương trình đã thu hút được các nguồn lực xã hội, các nhà tài trợ quan tâm bảo vệ môi trường đã cùng tham gia thực hiện chương trình phân loại rác thải tại nguồn như Unilever Việt Nam từ năm 2020, Liên minh tái chế bao bì Việt Nam Pro, Nestle Việt Nam từ năm 2021. Chương trình phân loại rác tại nguồn đã nhận được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp chính quyền địa phương, sự đồng thuận ủng hộ của nhân dân trên địa bàn, sự đồng hành vào cuộc của các cơ quan báo chí, truyền thông đã tuyên truyền, hướng dẫn, vận động trực tiếp các hộ gia đình, doanh nghiệp, các tổ chức, các đối tượng là học sinh, người lao động nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc cần phải thực hiện việc phân loại rác tại nguồn. Chúng tôi hy vọng rằng mỗi hành động của quý vị sẽ mang lại nhiều ý nghĩa lớn lao. Hãy cùng chúng tôi chung tay hợp tác, phối hợp thực hiện chương trình phân loại rác tại nguồn đang được triển khai trên địa bàn thành phố Hà Nội để thành phố Hà Nội ngày càng văn minh, hiện đại.